Xin chào toàn thể member của Bay Quy Nhơn Lan. Nhằm hưởng ứng khẳng định chủ quyền đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay, nên từ ngày 3 đến ngày 6, Ban Quản trị Bay Quy Nhơn Lan đã kêu gọi mọi người cùng treo avatar màu đỏ khẳng định chủ quyền của đảo quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam chúng ta. Như các bạn thấy trên màn hình thì toàn bộ admin của Bay Quy Nhơn Lan chúng ta đều treo avatar màu đỏ. Và đặc biệt một điểm nổi bật của Bay Quy Nhơn Lan đó là kêu gọi mọi người cùng nhau comment tạo thành một đội hình cờ màu đỏ rất là đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy tổng cộng có 24 bạn like và 57 comment liên tiếp kế tiếp với nhau, tạo thành một chuỗi series màu đỏ rất ấn tượng và rất thu hút. Các bạn có thể thấy mọi người đều điểm danh có mặt tại đây, từ cờ Việt Nam cho đến băng rôn khẳng định chủ quyền hòn đảo Trường Sa và Hoàng Sa của chúng ta. Xin cảm ơn tất cả các bạn.